Thưa quý vị, rạng sáng ngày 18 tháng 9, một nữ hướng dẫn viên 29 tuổi tên TNL đến từ Hà Nội đã bị đối tượng tên Triệu Tạ Mình, sinh năm 1991, người dân tộc Dao, lẻn vào thực hiện hành vi hiếp dâm khi đang ngủ tại một homestay thuộc địa phận xã Thung Nguyên, huyện Hoàng Su Phi. Sau khi nhận được đơn tố cáo, qua điều tra xác minh làm rõ, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mình, 31 tuổi, ở thôn Mậm Nồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi để điều tra về hành vi hiếp dâm. Kể lại với phóng viên Vietnamnet, cô gái tới từ Hà Nội cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, có người tự nhận là được người nhà của đối tượng hiếp dâm Triệu Tạ Mình nhờ nhắn tin thương lượng giá với cô, xin bồi thường để giảng hòa và dọa nếu L không đồng ý thì đối tượng Triệu Tạ Mình có thể sẽ làm liều. Nhưng chị L vẫn giữ quan điểm xử lý theo đúng pháp luật. Chiều tối ngày 21 tháng 9, sau khi thực hiện các thủ tục giám định và xét nghiệm phòng bệnh xã hội tại cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, TNL đã lên ô tô và trở về Hà Nội. Sau khi những lời chia sẻ của TNL được Vietnamnet đăng tải, đã có hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và chia sẻ với nạn nhân. Hầu hết cư dân mạng ủng hộ hành động dũng cảm, không thỏa hiệp, không sợ tai tiếng để tố giác tội phạm. Tuy nhiên, cũng có một số comment ác ý trên mạng xã hội nghi ngờ, bình luận vô căn cứ và ác ý về sự việc. Khi chia sẻ với Vietnamnet, chị L vẫn giữ vững tâm lý với quan điểm chắc chắn. Nạn nhân cần lên tiếng bảo vệ cho chính mình và kẻ xấu cần phải chịu tội trước pháp luật. Sau khi tiến hành điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mình và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hoàng Su Phi đề nghị phê chuẩn.